Đây các bạn nhìn này, đây là con tắc kè đực. Đây cho các bạn quan sát cận cảnh. Này, con này thì nó dữ lắm. Đây, nhìn cái con tắc kè đực rất là dễ phân biệt này các bạn. Cái người của nó cảm giác nó khá là thô, không giống như con cái. Đây chắc chắn là tắc kè cái rồi. Khi mà chúng ta bắt tắc kè nhiều thì chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm mà chỉ cần nhìn sơ qua bên ngoài là chúng ta biết con cái hay con đực. Con cái con đực chúng ta sẽ nhìn vào đây, nó có một cái chữ V. Đấy, nếu mà nó nhẵn, sờ nó mịn mịn, không có gai thì đó là con cái. Còn nếu là có gai thì nó là con đực. Một lát nữa mình sẽ bắt con đực ra cho các bạn xem. Con này chắc chắn là có trứng này. Mang về chúng ta nuôi thì nó sẽ đẻ. Đây, bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem, so sánh với cái con cái vừa nãy nhá. Đây, các bạn quan sát thấy rằng là đây chính là hai con tắc kè mình vừa mới bắt được. Đây, con đầu tiên là con cái này. Nhìn nó khá là nhỏ. Con này con đực này, nó rất là to. Đấy, một cặp tắc kè bố mẹ. Đây, con đực có cái màu rất là sặc sỡ. Các bạn nhìn thấy không? Con đực nhìn nó sẽ thô hơn nhá. Nhìn nó sẽ thô hơn, đầu nó sẽ to. Đấy, còn con cái thì người nó có vẻ là nó sẽ mềm mại hơn. Đây, cái màu da của nó cũng khác nữa. Đây nhá, mình review cận cảnh lại. Đây, con đực này. Con đực thì cái chỗ này này có hình chữ V. Đấy, các bạn nhìn sẽ thấy có những cái hạt nó nhỏ nhỏ li ti ở đây. Sờ vào thì nó có cảm giác nó giống như những cái gai rất là nhỏ. Đấy. Tắc kè đực có thể kêu. Nó kêu là để nó gọi con cái. Bình thường là các bạn sẽ nghe tắc kè kêu ấy, tức là nó đang gọi con cái. Đây là con đực. Đây là con cái. Đây các bạn xem này. Con đực con cái. Đấy, con cái nhỏ như thế này mà nó đẻ rồi đấy nhá các bạn. Đây là một cặp bố mẹ. Con này đang có trứng, cho nên là chắc chắn là nhiều bạn sẽ không muốn mình bắt con này. Do đó là mình sẽ thả lại cái cặp này vào cái vị trí của nó nhá.